Nó quyết tâm kích rồi, ông hách lộ liễu quá rồi thế. Gà. Bây anh không giật có 50% này này. Nó dám không giật 90%. Cho cái mày một nhỏ cứ tầm kích lắm giờ biết tâm bắt đầu rồi bắt đầu chạy mới khách lộ liễu quá à thế phải có tí kỹ năng thì nó không kích. Trời giao mình cái đấy. Anh đang bận tay ở đấy đi. Rồi. Áo anh cầm cái này. Ô hay quá. À. Luôn. Ơ, em nhìn em quay cái gì vậy? Nó quay kẹo ngọt đây. Mẹ à, mày con gà này. Đi bán đi. À. Đi mày ăn đâu bùa gì kích vậy.